À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tuân Phùng Studio. Laptop mới các bạn ạ. Đẹp không? Trời ơi, nó lại chả đẹp vãi đạn ra. Đây là Asus ZenBook 14X OLED. Thì hôm trước mình có trên tay con VivoBook 14X Pro OLED ấy. À không, VivoBook Pro 14X OLED. Tên phải đọc cho nó chuẩn. Thì con đấy các bạn cũng biết là nó là cái dòng gọi là cơ bản của Asus để mang lại rất nhiều những trải nghiệm tốt. Và ZenBook nó là cái dòng cao cấp hơn, xịn sò hơn, đẹp hơn, mê hơn, nhiều công nghệ hiện hò hơn. Thì đây, trên tay mình đang là một em như thế đấy các bạn. Đây là cái dòng ZenBook Pro 14X OLED. Và chắc chắn là các bạn cũng biết là cái dòng này thì nó sẽ hướng đến đối tượng doanh nhân, kiểu đi làm cắp cắp các thứ, gọn gọn các thứ, để túi sách các thứ ấy. Nhưng mà đương nhiên là các bạn sinh viên RMIT thì cũng chơi con này được. Tại vì giá của nó thì cũng dễ tiếp cận thôi, 27 triệu. Trên tay và đánh giá xem nó có gì hay và các bạn có nên mua nó hay không nhé. Chắc chắn là nên mua rồi, nhưng quan trọng là có phù hợp nhu cầu hay không thôi. Ok, bắt đầu. Đầu tiên thì phải nói về cái khoản thiết kế trước đã. Thì các bạn có thể thấy là cái dòng ZenBook của Asus từ trước đến giờ thì nó vẫn có một cái thiết kế nó theo kiểu dạng đấy là đơn giản nhưng nó đẹp và đẹp. Toàn bộ khung máy thì được làm từ kim loại nhôm, cảm giác sờ vào thì nó cứ mát lạnh và nó thực sự khá là đã. Tất nhiên cái điểm trừ là bạn nào mà ra mồ hôi thì phải gọi là ối rồi luôn. Cái mặt A của máy sẽ là cái logo Asus được đặt lệch sang một bên như thế này, thì nó cũng vẫn có những cái đường tròn đồng tâm đi theo á. Cái này người ta gọi là signature của Asus rồi, vì con ZenBook nào cũng có cái kiểu thiết kế như vậy. Nhưng mà lạ một cái nhá, con ZenBook nào cũng như thế mà nhìn hoài nó không chán. Hay thật sự. Chắc tại mình thích các bạn ạ. Nhưng mà phải nói là nó đẹp thật, đúng không? Máy thì khá mỏng, nó chỉ có khoảng 15,9mm và nó nặng có 1,4kg mà thôi. Cơ bản là mình thấy khá nhẹ và phù hợp với những cái công việc hay phải di chuyển quá nhiều. Nhưng mà nói thật, đây không phải là cái con thuộc dạng là mỏng gọn nhẹ nhất đâu các bạn nhá. Nó chỉ gọi là ở mức ổn để các bạn sử dụng hàng ngày mà thôi. Và đương nhiên, nhờ thế chúng ta sẽ có một cái độ bền đạt chuẩn quân đội. Thế nên các bạn có thể thoải mái sử dụng mà không gặp phải những cái vấn đề gì và không phải suy nghĩ những vấn đề gì quá nhiều. Thế nhưng mà sử dụng thôi nhá, cái đồ gỗ nào đập máy thì làm gì con nào chịu nổi. Ok. Bản lề của con này có một cái hay là chúng ta có thể mở được tới 180 độ. Đấy. Thế nên là trong những cái môi trường mà kiểu doanh nghiệp các thứ này nọ mà cần phải share màn hình cho nhiều người cùng nhìn ấy, thì cái bản lề linh hoạt như thế này nó cũng sẽ là một cái rất là hay ho trong quá trình mọi người sử dụng. Và đương nhiên khi mở lên thì chúng ta cũng sẽ tạo một cái góc nhỏ nhỏ phía bên dưới mà Asus gọi là Ego Lip ấy. Cái này thì chắc là quen quá rồi, nhắc lại hơi thừa. Nhưng mà mình cứ tính nhắc lại, nhiều anh em không biết nó là cái gì. Ok, quay sang màn hình đi. Thì ngay từ cái tên ZenBook Pro 14X OLED thì điểm nhấn ở đây chính là OLED các bạn ạ. Mà năm nay thực sự là Asus dùng cái từ gì ta gọi là phổ cập màn hình OLED trên tất cả những lineup sản phẩm của họ. Nhưng mà OLED thì cũng OLED Z và OLED Z. Con này là OLED vãi đạn luôn, bởi vì cái màn hình của chúng ta kích thước là 14 inch và độ phân giải nó là 2,8K các bạn ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu, OLED 2,8K 90 hẹt nữa. Trời ơi, lại còn tỷ lệ 16:10, người ta gọi là tỷ lệ vàng để làm việc. Lại còn 550 nit độ sáng, 100% DCI-P3. Xin lỗi ông cầu chứ, nhìn quen mấy cái màn hình này của Asus kiểu nó đẹp quá, nó quen rồi các bạn. Nhìn sang mấy cái màn hình IPS kiểu dạng nó cứ... Thôi chắc không nói nữa. Nói chung là cái màn hình của con này thì nó đẹp lắm các bạn. Các bạn nhìn quen rồi đấy. Các bạn khó để mà nhìn sang những cái màn hình khác lắm các bạn. Thật sự nó là như vậy. Màn hình này của chúng ta còn có cả cảm ứng các thứ, nên là vuốt trên cái màn hình kiểu chỉnh chiếu thứ gì đó, hay là zoom ra zoom vào các thứ mà để show ảnh cho khách hàng xem các thứ. Trời ơi, nghĩ gì nữa. Các người anh em làm photographer cứ tưởng tượng bây giờ chụp hình xong cắm cái thẻ nhớ vào đây, show ảnh cho khách xem. Màn hình đẹp, to, zoom ra zoom vào. Đấy, thậm chí cái này mở luôn Photoshop đẩy thử một vài cái nút màu nhẹ. Úi trời ơi, nghĩ gì nữa, nó đã cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Đấy, các bạn thấy workflow ok chưa? Mà chưa kể bởi vì đây là dòng ZenBook nên viền màn hình của nó thề nó mỏng vãi đạn luôn. Nó mỏng kinh khủng, mỏng ở hai bên luôn, mỏng cảm giác như mỏng không thể nào mỏng được hơn nữa luôn đấy. Được thực sự. Nhưng mà viền bên trên thì nó hơi dày hơn chút. Biết sao không? Có webcam, có micro các người anh em ạ. Nên là không phải lo cái vụ mà tự nhiên phải viền màn hình thì mỏng nhưng mà gắn webcam xuống phía bên dưới, cứ nhìn toàn thấy nặng ở phía bên dưới này. Đấy.
Ok nhé, nói chung là học online hay là học online và để làm việc thì thoải mái. Ok, bàn phím Vitos Pass thì đương nhiên là những sản phẩm cao cấp của Zenbook thì cái đấy là cái mà không cần phải nhắc đến. Nhưng mà thôi lỡ rồi thì cũng nói luôn. Bàn phím Chiclet, khoảng cách giữa các phím không quá rộng, không quá xa. Nhưng bởi vì cái, tức là mỗi cái phím nó lại hơi to ra một tí. Và đây là thuộc dạng là to lắm trong cái thể loại 14 inch rồi. Nên là cái cảm giác gõ và cái cảm giác làm quen vẫn rất là nhanh thôi. Trackpad thì to phải gọi là ối trời luôn. Và cái trackpad này chúng ta vẫn có thể nhấn giữ cái nút bên phải để có thể kích hoạt sang cái hàm phím số, các bạn có thể nhập liệu một cách tốt hơn. Nói chung đấy đều là những cái lặt vặt các bạn quen quá rồi. Rồi, quay sang đến cổng kết nối thì mấy em gọi là Asus ZenBook này thì hầu như là sẽ có đầy đủ hết. Bên trái chúng ta vẫn sẽ có hai cổng USB-C. Nhưng bạn lưu ý nhá, đây là phiên bản AMD, nó sẽ không có Thunderbolt. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có sạc 100W đầy đủ để các bạn có thể sạc cho con này bằng cổng nào cũng ok. Mà bây giờ mấy sạc GaN hỗ trợ 100W nó rất là nhỏ rồi nên cái tính linh hoạt di động của con này vẫn thực sự rất là ok luôn. Chúng ta cũng sẽ có hai đường mini full size này. Cạnh bên phải thì có thêm một cổng USB-A nữa, hơi ít nhưng mà thôi không sao. Cắm chuột nên là cắm bàn phím kiểu bàn phím cơ các thứ thì cũng ok rồi. Và tốt nhất thì anh em nên mua thêm một cái hub USB-C để có thể mở rộng thêm những cổng kết nối. Nhưng mà được cái là chúng ta vẫn còn jack 3.5mm và vẫn còn cổng microSD. Thì đấy, như mình nói đấy, điểm trừ hơi trừ chỗ này này. Giá như nó mà là cổng SD thì mấy anh em photography sẽ ok hơn. Nhưng mà được cái là cũng rất may là bây giờ mấy thẻ microSD cũng đã cho tốc độ khá là cao rồi. Nên là nhiều anh em mà chụp ở mức gọi là trung bình, không đến mức độ gọi là kinh khủng quá, đóng RAW toàn mấy chục MB một tấm thì vẫn có thể sử dụng được. Thì đấy, công nhận là con này cũng chỉ chơi mấy cái ảnh bình thường thôi. Đó, kiểu vậy. Quay sang hiệu năng đi. Gần đây thì Asus mình phải nói một từ là chơi hơi bị lớn. Tại vì là từ cái dòng VivoBook, Asus cũng đang chơi với chip H. Con này cũng không ngoại lệ các bạn. AMD Ryzen 5 5600H, 8GB và 512GB SSD. Đây là cái option mà mình đang trên tay ở đây. Và mình tìm hiểu thì chia buồn một điều là Việt Nam cũng chỉ bán có mỗi phiên bản này mình đang review thôi. Không có phiên bản 16GB thì nó cũng là một cái điểm trừ. Nhưng mà thôi, cuộc sống mà, biết sao giờ. TDP vẫn ăn 45W như bình thường trên một con laptop mỏng gọn nhẹ mà Asus vẫn bung như thế. Đấy, xung nhịp đơn nhân vẫn lên 4.2GHz. Và các bạn thấy hiệu năng nó vãi đạn không? Mình hơi bị bất ngờ luôn, tại mình cứ nghĩ là với một con mà mỏng gọn nhẹ như thế này thì Asus sẽ nép nó lại cỡ tầm khoảng 35W, thậm chí là 28W thôi. Nhưng mà không, vẫn bùng hết. Đấy, thế nên hiệu năng của nó là cực kỳ bá đạo. Mình có chấm thử thì con ZenBook này có bị giảm hiệu năng thì đương nhiên là giảm hiệu năng so với mấy con laptop gaming thì nó là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà thả cửa ổn định ở mức 45W và xung đa nhân nó là 3.5GHz thì cũng không phải là dạng vừa đâu. Đương nhiên là đánh đổi lúc này thì nhiệt độ khoảng tầm 9 độ thì các bạn phải chấp nhận thôi. Nó mỏng mà, điểm số đưa ra thì hơi bị cao, hơn 8700 điểm. Và với bài test đơn nhân thì nó là quá đơn giản. TDP khoảng 15W, xung nhịp 4.2GHz và nhiệt độ 8 độ. Lúc này thì điểm số cho ra là khoảng tầm hơn 1300 điểm mà thôi. Qua bài test trên thì các bạn cũng thể hình dung được sức mạnh của con 560H trên con ZenBook Pro 14X OLED này như thế nào rồi đúng không? Những cái thể loại công việc kiểu như Word, Excel thì nói chung là đơn giản. Thậm chí là Excel cỡ vài trăm nghìn dòng, triệu dòng thì nó cũng đơn giản luôn. Mấy cái kiểu edit nhẹ nhẹ với Lightroom hay Photoshop thì vẫn chơi được. Có chăng là 8GB thì nó hơi ít các bạn ạ. Thật sự luôn. Giá như nó lên được cỡ 16GB thì ok. Nhưng mà con này là RAM hàn chết nên là chỉ buồn tiếp với anh em phát nữa. Pin thì 63Wh. Cá nhân mình đánh giá thì ZenBook Pro 14X OLED nó không đến mức độ là pin quá trâu. Phải dễ hiểu thôi. Màn hình AMOLED độ sáng thì cao. Sau lại đóng nguyên cả một con chip H vào đấy ăn 45W như thế thì không có lý do gì có thể nói là pin con này nó trâu được. Sử dụng thực tế hàng ngày thì vẫn được tầm khoảng 5 cho đến 6 tiếng. Cá nhân mình đánh giá thì các bạn vẫn nên mang theo những cái cục sạc pin dự phòng nếu như muốn có một cái thời gian gọi là thoải mái làm việc một ngày từ sáng cho đến tối. Và như mình cũng đã nói, sạc nhanh 100W thông qua cổng USB-C thì nên các bạn có thể sử dụng mấy cái củ sạc pin dự phòng cũng ok. Công suất chỉ cỡ 45W là có thể sạc được rồi, sạc buổi trưa một chút xíu ấy. Hay là các bạn có thể kiếm một cái ổ cắm điện, mấy củ sạc GaN bây giờ nó nhỏ nên là mang đi mang lại cũng dễ chịu rồi. Nên là nói chung chúng ta không phải xoắn vấn đề này quá nhiều. Ok, tóm lại, ZenBook Pro 14X OLED thực sự nó là một con mà mình đánh giá rất cao về cái mặt build quality, về mặt trải nghiệm sử dụng, về mặt thiết kế của nó thì quá đẹp, về mặt trackpad sử dụng nói chung là hiệu năng của nó cũng rất là ok. Cái màn hình này thì hết nước chấm luôn, nói chung là cực kỳ đẹp. Tuy nhiên thì vấn đề là 8GB, vấn đề là không có option để mà ví dụ gia tăng khả năng xử lý đồ họa thì nó cũng là một cái gì đấy nó hơi bị buồn nhẹ. Thế nhưng mà cái phiên bản mình đang review ở đây có mức giá khoảng 27 triệu. Để có build như thế này, để có hiệu năng như thế này và để có cái màn hình nó bá đạo như thế này thì mình thấy là nó vẫn khá là hời. Quan trọng là các bạn có cảm thấy nó phù hợp hay là không mà thôi. Hãy comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!